Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại tỉnh Bắc Cạn, vào sáng nay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc gặp gỡ và tiếp xúc với bà con cử tri là đồng bào dân tộc Dao ở thôn Phiên An 2, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông. Là thôn tái định cư được thành lập từ năm 1992, hiện nay thôn Phiên An 2 có 13 hộ với 52 nhân khẩu. Diện tích tự nhiên có 22 hecta, trong đó có 8 hecta là mặt bằng sản xuất canh tác, chủ yếu là trồng cây ăn quả và cây chè. Ngày đầu mới thành lập, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bà con trong thôn đã đoàn kết, quyết tâm xây dựng thành công thôn định canh định cư mới cho người Dao trên quê hương Quang Thuận. Hiện nay trong thôn không còn nhà tạm, 13 nhà đều xây kiên cố, thu nhập bình quân mỗi hộ từ 13 đến 14 triệu đồng một năm. Đánh giá cao quá trình 20 năm định canh định cư với sự cần cù chịu khó, bà con trong thôn Phiên An 2 đã tuyệt đối tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết cộng đồng, xây dựng làng văn hóa của người Dao ấm no hạnh phúc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến bà con đồng bào các dân tộc ít người. Quốc hội cũng đã xây dựng nhiều chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con làm ăn sinh sống. Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con trong thôn tiếp tục đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, hòa nhịp cùng cả nước, từng bước xây dựng Phiên An 2 thực sự là một thôn bình yên. Tôi xin thay mặt Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các đồng chí trong đoàn cùng đi, kể cả các đồng chí ở tỉnh nữa, đồng chí Bí thư nữa, chúc bà con thôn Phiên An của chúng ta có một cuộc sống là bình an và bây giờ là no rồi, phải không? Nhưng mà là ngon hơn, đấy, sạch hơn, đấy, ở rồi nhưng mà ở đẹp hơn, ấm hơn. Đi dọc đường tôi thấy các cháu là mặc tương đối, nhưng mà mặc đẹp hơn. Là trường học thì đi học là tốt hơn, chữa bệnh thì chăm sóc bệnh tốt hơn. Thì tóm lại là cuộc sống của ta nó khá lên hơn. Bây giờ được 13 triệu rồi, phải không? Sang năm phấn đấu là chừng 15, 18, 20 triệu. Đấy, thì đến năm 20 là phấn đấu nó khá lên. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm, tiếp xúc cử tri đồng bào dân tộc ít người tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông. Đây là một huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Bắc Cạn. Lắng nghe tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân trong xã, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quang Thuận tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh về điều kiện tự nhiên để phát triển trồng trọt chăn nuôi. Nỗ lực hơn nữa trong công tác xóa đói giảm nghèo thông qua việc nâng cao hiệu quả chương trình 135 và các chương trình khác. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, lãnh đạo xã Quang Thuận cần đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc. Chăm lo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho lao động là thanh niên, hướng nghiệp dạy nghề, đi đôi với nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho huyện, tỉnh và cho đất nước.